City được phát triển bởi tập đoàn Kita Group với tổng mức đầu tư 8.000 tỷ đồng. Trong cái khu chúng tôi có các cái tiện ích nội khu như trung tâm hành chính, trường học, công an, bệnh viện. Tiến độ thực tế thì vườn Nhật Bản chúng tôi cam kết thi công đến cuối tháng 10 sẽ hoàn thành. Khu Clubhouse thì đến đầu tháng 11 chúng tôi bắt đầu triển khai thi công. Chúng tôi cam kết là thi công đảm bảo tiến độ và cùng với chủ đầu tư Kita Group nâng tầm cuộc sống cư dân tại đây. Seola Mega City là khu đại đô thị ngay trung tâm thành phố Cần Thơ với sự đầu tư của tập đoàn Kita Group. Với quy mô 150 hectare và sổ riêng từng nền sẽ mang đến sự an tâm cho quý nhà đầu tư cùng với những đẳng cấp tiện ích vượt trội sẽ nâng tầm cuộc sống cho cư dân tại đây. Mình là Nam Hữu, gốc gác mình ở đây là ở tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Thì nói chung trước thì mình có đi qua lại chỗ này chút đỉnh nè. Mình thấy cũng có đường xá này kia nó bùng lầy cỏ rác rồi nó tùm lắm. Rồi sau khi công ty Kenta đó về đây đó, bắt đầu người ta mới làm ủi đường xá, người ta làm đường rồi đi đường điện rồi tất cả là làm đẹp hết mọi cái công việc của cái dự án mới của công ty Kenta. Thì bây giờ thì nói chung tôi thấy cũng được rồi, thành ra là cái chỗ này cuộc sống an ninh thấy cũng ổn lắm rồi tôi mới về đây. Giờ hết tất cả nhà về đây rồi tôi mới mở cái vườn kiển ở tại đây luôn để phát triển sau này cho cô bác luôn.